mẹt C300 AMG lên những món đồ cơ bản này anh em này. Đấy. Đổi màu full xe luôn. Đấy, anh em nhìn này. Tổng thể đẹp chưa? Đấy, full xe luôn này. Thay mặt ca lăng sao rơi này. Đèn vẫn đèn zin nhá, mâm zin. Đã có 360 rồi, full màu xanh luôn. Đấy. Và logo mẹt này. Đây anh em nhìn này. Ở dưới cánh cửa này. Đấy. Đấy, anh em nhìn ok chưa? Rồi anh em thưởng thức một chút. Đấy, vô lăng đời mới nhá. Đấy, anh em nhìn màn hình Android. Giữ lại camera zin này, đây là C300 AMG. Lên toàn bộ loa cánh xoay và led nội thất xung quanh, thay tất toàn bộ này, loa bu mét từ, logo mẹt, đổi màu, đấy, ok full luôn, đẹp chưa anh em ơi. Vô lăng đời mới nha, 2023 rồi. Màn hình Android, giữ lại cam 360 zin nha. Đấy. Cho anh em ứng dụng đây là cúp điện rồi. Vô lăng zin ở trong này nhá. Đây, mình cất giả cho khách này. Mở ra cho anh em xem là giả 100% đồ cho khách này. Đây là đây là vô lăng à. C300 đời 2017 này, mình thay bằng vô lăng đời mới này. Đây là màn hình. Màu này 58A luôn.